Số tài liệu tình báo mật của Mỹ bị dò dì gần đây không chỉ nói đến Ukraine và Nga, mà còn cung cấp cái nhìn về những hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc. Theo đó, Mỹ đánh giá cao khả năng một vũ khí siêu thanh Trung Quốc xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nước này. Theo truyền thông Mỹ, trong tài liệu mật bị dò dì thời gian qua, có đoạn đề cập chi tiết vụ thử phương tiện lướt siêu thanh DF-27 của Trung Quốc vào ngày 25 tháng 2. Phương tiện này bay 2.100 km trong vòng 12 phút, với khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ, được đánh giá ở mức cao. Vào năm ngoái, chính phủ Mỹ cho biết, Bắc Kinh đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa DF-27, tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km. Theo các chuyên gia, tên lửa sử dụng phương tiện lướt siêu thanh được thiết kế để bay nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh, khiến việc bắn hạ chúng gần như là không thể. Trung Quốc được xem là một trong những quốc gia có chương trình phát triển vũ khí siêu thanh tiên tiến nhất thế giới ngoài ra một tài liệu khác nhắc đến cuộc tập trận của tàu chở trực thăng thuộc hải quân trung quốc tàu này được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự tiềm tàng nhằm vào đài loan chưa hết washington được cho là đang giám sát động thái mở rộng hiện diện quân sự của bắc kinh ở nước ngoài